Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với Boy Sa Thần Thi. Đây vẫn là khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa và 19 giờ. Boy Sa Thần Thi giao lưu với anh em những dòng khai thác. Rồi hôm nay giao lưu với anh em một cái chủng loại cây hay cây bạch chỉ nha. Cây bạch chỉ, cây này thì một cái thế quan nhân hàng Boy Sa Mini. Thế quan nhân khá là duyên cây. Rồi, kính mời quý anh em xem tổng thể cây. Cái hoa và trái bạch chỉ thì bên xanh thị trường ở cây màn ảnh thì có người của anh em đón xem của anh em là xem thì cây này này cây vân nhân thân đế nó rất là duyên cây của anh rồi bên xanh thị đa thông số rồi cây này có hoành là 12 hoành là 12 cây có chiều cao tính từ mặt chậu là 63 63, phủ tán thì nó tầm khoảng 30. Chậu này là chậu tròn, kích thước là 21 và chiều cao là 17. Cái cây bạch chỉ hay còn gọi là cây vú bò của này. Cái này cái cốt cách nó là duyên cây, hàng bôi sai dán quanh nha. Đó, có một cái cây tử đây chúng ta xây dựng thêm nha. Đó tùy của này. Cây thì nó chi cành thì bên xanh thì làm rất là ok rồi. Đó, cây này cũng đang lấm chấm những cái nụ hoa nha. Đó, nó lấm chấm những nụ hoa. Dòng này nó khá là dễ đây của anh em. Có những cái nụ hoa đây. Đây là lấm chấm những cái nụ hoa nè. Đấy. Cây bên xanh thì làm lại chi cành nó cũng khá là hay rồi. Những cây này giá cả thì cũng tương đối hữu nghị. Kính mời của anh em là xem. Chúng ta xem để hợp ý thì chúng ta có những cái cây. Nó đa chủng loại cây, đa giống thế phải chơi. Rất là duyên cây nhưng quý anh em. Cây rất duyên cây nha. Rồi cây này bên xanh thì giao lưu với anh em giá là 750k bao ship nha. Rồi 750k bao ship. Rồi một cây số 2, một cây hai châu, một cây hai châu dáng cũng khá là lạ mắt nha. Cây này thì hôm nay bên thầy thì sale cho quý anh em luôn. Quý anh em nào chúng ta thích những dáng thế hơi lạ lẫm một chút xíu, chúng ta sơ cây này chơi chơi. Cây này nó cũng duyên cây. Dòng này lá nhỏ cực đẹp. Hôm nay bên xem đi sale cái này, có người của anh em hợp ý chúng ta giao lưu. Rồi cái này thì cái hoành, cái này hoành nó là 10 phân nha, hoành 10 phân. Đây có chiều cao tính từ mặt chậu là 45, phủ tán, phủ tán thì nó tầm khoảng 30 33 của này. Và chậu này cũng xịn sò nha, chậu lục giác. Kích thước là 23 và chiều cao chậu là 22. Cây này được cái là nó cái dòng lá nó đẹp quý anh em. Dòng lá nó đẹp nha. Dòng lá nó rất là nhỏ này. Cây này thì khả năng vẫn chưa chặt hoa trái quý anh em. Cây này chắc nó qua năm sau. Qua năm sau chúng ta chờ. Hôm nay mình sẽ thì thanh lý cây này. Giá rất là hữu nghị luôn. Quý anh em ta sở hữu. Chúng ta có một cái kiểu dáng nó lạ lẫm, chúng ta đa chủng loại đa kiểu dáng ta chơi. À, đây cũng một người bên nhà tay thôi. Đây hãy cho dáng nó trực, trực đổ như quý này, khá là hay mắt quý này. Rồi cái này bọn xanh thuê giao lưu với anh em giá 1,2 triệu bao ship. Rồi 1,2 triệu bao ship. Rồi trước mắt với anh em là một cây hải châu, một cây dòng cây quen thuộc. Cây hai châu cây này cũng một người bê nặng tay. Cây này thì hàng cũng chuyển thế, cây cũng khá là duyên cây. Cây đang cho hoa và trái, xíu nữa bên sàn thì sẽ quay gần hơn của anh em xem. Đây là hàng chuyển thế của anh em, hàng chuyển thế cho nên là nó tương đối, hiện tại nó tương đối còn nhiều kẽm nha. Tuy nhiên thì cây nó cũng đã thuần rồi và phát triển rất tốt và để cho hoa trái. Của anh em cũng cứ an tâm chơi thôi, không có gì phải phân vân nha. Cây đã khỏe. Và cây hải châu dần này trái cực đẹp nha. Rồi với xanh thì đo thông số cho của anh em tham khảo, quý em có xem kỹ video nha. Rồi cái hoành, cây có hoành là 24 nha, 24. Và cái hoành thân
Cái hoành thân này thì nó tầm khoảng 7 cm của đây, 7 cm nha. Rồi đây các chiều cao tính từ mặt chậu lên tới ngọn là 43 và tổng tán khoảng 52 của đây, 52 theo chiều này là tổng tán 52, và theo cái chiều ngang thì nó tầm khoảng 50 luôn nha, tính cái đầu phụ tán đó. Thì cái chậu này là chậu quạt, chậu quạt thì cái ngang chậu thì nó là 38 và chiều cao là 20. Thì bữa nay em cố gắng ta xem chi tiết video nha để chúng ta nắm rõ thông số. Rồi kính mời bữa nay em xem phần chi tiết cây, phần đế cây. Cây này phần đế cũng tương đối cũng ok, thì nó thân nó nhỏ, tại đây là hàng chuyển thế nha, nhưng mà cái phần đế nó cũng chơi được, giá giao lưu cũng hữu nghị. Phần chi cành thì làm rất kỹ, của anh em thông cảm, tại vì cây này thì hàng chuyển thế cho nên là nó kém, nó hơi nhiều, nhưng mà một cái dòng cây trái cực kỳ đẹp luôn. Của anh em xem trái nè, đang cho bún hoa, cây nó khỏe mạnh nha, cây nó khỏe mạnh thì nó mới cho hoa trái nha quý anh em, khỏe mạnh và nó già, chi cành nó già thì nó cho hoa trái. Hiện tại thì cũng lác đác, cái phần ngọn thì chưa thấy, phần ngọn thì chưa thấy trái. Cây này thì cũng khá là duyên cây nha, bộ tán rất là đẹp của anh em, bộ tán rất đẹp. Anh em xem cái bộ tán từ trên xuống dưới này, khá là ok nha, khá là duyên cây. Cây này hàng tầm trung, một người bên nặng tay, hàng này của anh em chơi chúng ta bơi một người bên, chúng ta nặng tay cũng vẫn chơi được, ban công bằng tràng cũng vẫn trang trí được nha. Rồi kính mời của anh em xem tổng thể cây. Rồi chúng ta chơi đây là chúng ta chơi mặt tiền, cái này 4 mạch tương đối là đẹp nha, giá cũng rất hữu nghị, của anh em giao lưu. Rồi cây hai trong này thì bên sân thì giao lưu của anh em giá là 2 triệu 2, 2 triệu 2 bên sân thì bao ship nha. Rồi 2 triệu 2 bao ship.